Sáng nay, tại Cảng Hàng Không Quốc tế Dân Đồn, Quỹ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón và tiễn chuyến bay đầu tiên đến và đi từ tỉnh Quảng Ninh trong ngày khai trương mở tuyến bay Quảng Ninh-Cần Thơ và ngược lại. Chuyến bay VJ486 cất cánh từ Cảng Hàng Không Quốc tế Cần Thơ lúc 6 giờ và hạ cánh tại Cảng Hàng Không Quốc tế Dân Đồn lúc 8 giờ 20 phút, chở 118 hành khách. Cùng với lễ đón chuyến bay đến, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng tặng qua cho hành khách chuyến bay VJ487 cất cánh từ cảng hàng không quốc tế Dân Đồn và hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chở 176 hành khách. Đường bay Quảng Ninh Cần Thơ do hãng hàng không Vietjet Air khai thác tần suất một chuyến mỗi ngày với lịch bay vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần.